Cô xin chào, các em học sinh lớp 6 đến với tiết học lịch sử và địa lý ngày hôm nay. Nội dung của tiết học ngày hôm nay, cô và các em cùng tìm hiểu bài 4 lược đồ trí nhớ và sau đó là nội dung ôn tập để chuẩn bị cho các em kiểm tra giữa kỳ vào tuần sau. Để phù hợp với nội dung các em đang học online tại nhà, nên bài 4 lược đồ trí nhớ, cô sẽ hướng dẫn những nội dung chính và các em sẽ tự đọc thêm nội dung trong sách giáo khoa và tìm hiểu bài 4 ở nhà. Và nội dung của bài số 4 gồm có phần 1 La Mã lược đồ trí nhớ, phần 2 La Mã vẽ lược đồ trí nhớ. Nội dung 1 La Mã lược đồ trí nhớ. Lược đồ trí nhớ là gì? Thì các em chỉ cần nhớ, lược đồ trí nhớ chính là những thông tin không gian về thế giới được đọng lại trong trí óc của con người. Lược đồ trí nhớ được đặc trưng bởi sự đánh dấu các địa điểm mà một người từng gặp, từng đến. Cô ví dụ, trên con đường các em từ nhà đến trường, do các em đi thường xuyên mỗi ngày từ nhà đến trường, nên những sự vật, địa điểm trong quá trình các em đi từ nhà đến trường sẽ được các em lưu giữ lại trong trí óc của mình. Và từ đó các em có thể vẽ được một lược đồ trí nhớ từ nhà của mình cho đến trường. Và tác dụng của lược đồ trí nhớ sẽ giúp chúng ta định hướng di chuyển từ nơi này đến nơi khác bằng cách vẽ phác họa tuyến đường đi. Và nó còn giúp chúng ta hiểu về thế giới xung quanh, sắp xếp không gian và thể hiện lại các đối tượng, phác họa hình ảnh của một địa điểm, một hành trình hoặc một vùng nào đó. Nội dung 2 La Mã vẽ lược đồ trí nhớ. Để vẽ được một lược đồ trí nhớ, các em sẽ phải thực hiện như thế nào? Để vẽ được một lược đồ trí nhớ, các em cần có 3 bước sau. Bước 1, hình dung. Có nghĩa là các em sẽ nhớ lại và suy nghĩ về nơi mà em sẽ vẽ lược đồ. Bước 2, sắp xếp không gian. Các em sẽ phải suy nghĩ về tất cả những hình ảnh mà em có về nơi đó và sắp xếp nó lại với nhau trong tư duy của mình. Bước 3 là vị trí bắt đầu, là địa điểm hoặc khu vực chọn để phác thảo lược đồ của mình. Cô vừa hướng dẫn các em tìm hiểu một số nội dung chính của bài 4 lược đồ trí nhớ. Và sau đây là phần nội dung ôn tập để các em chuẩn bị cho tiết kiểm tra giữa học kỳ 1 vào tuần 9. Ôn tập kiểm tra giữa học kỳ 1. Hình thức kiểm tra, các em sẽ làm bài trắc nghiệm và làm bài trên đường link Google Form. Giáo viên sẽ gửi đường link Google Form đến giáo viên chủ nhiệm. Và số câu để các em làm là 20 câu. Các em sẽ làm trong thời gian 45 phút. Và sau đây là nội dung ôn tập. Trong tiết học ngày hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em ôn tập phần địa lý. Nội dung ôn tập của các em gồm 2 phần, phần lý thuyết và phần bài tập. Lý thuyết, các em sẽ học 3 bài. Bài 1, hệ thống kinh vĩ tuyến và tọa độ địa lý. Bài 2, ký hiệu và chú giải trên một số bản đồ thông dụng. Bài 3, tìm đường đi trên bản đồ. Cả 3 bài này, các em sẽ học phần 1 La Mã và phần 2 La Mã. Đối với phần lý thuyết, các em cần phải xem lại những clip bài giảng của cô và sau đó học bài, nhất là cái phần nội dung mà cô cho các em ghi bài. Đối với phần bài tập, các em sẽ có 3 dạng bài tập, đó là ghi tọa độ địa lý của một điểm, xác định phương hướng trên bản đồ và tỷ lệ bản đồ. Và sau đây, cô và các em sẽ vào phần nội dung ôn tập và cô sẽ chủ yếu ôn cho các em cách bài làm bài tập để các em hiểu bài và biết cách làm bài tập trong tiết kiểm tra sắp tới. Dạng bài tập đầu tiên cô ôm cho các em là ghi tọa độ địa lý của một điểm. Các em quan sát hình thì thấy đây là hệ thống kinh vĩ tuyến.
Và trên đây người ta thể hiện rất là rõ ràng các đường kinh tuyến và vĩ tuyến. Kinh tuyến là những đường màu xanh dương chạy thẳng từ trên xuống. Còn vĩ tuyến là những đường nằm ngang, vuông góc với đường kinh tuyến. Và trong các đường kinh tuyến thì sẽ có một đường kinh tuyến góc. Trên hình thì đường kinh tuyến góc được thể hiện là đường màu hồng. Đường kinh tuyến góc bao giờ cũng là đường kinh tuyến không độ. Và những đường kinh tuyến nằm bên phải của kinh tuyến góc đó là kinh tuyến đông. Kinh tuyến nằm bên trái của kinh tuyến góc đó là kinh tuyến tây. Tương tự, các đường vĩ tuyến là những đường nằm ngang, vuông góc với kinh tuyến. Và vĩ tuyến góc chính là đường xích đạo, hay còn gọi là vĩ tuyến không độ. Những đường vĩ tuyến nằm phía trên vĩ tuyến góc là vĩ tuyến bắc. Những đường vĩ tuyến nằm phía dưới vĩ tuyến góc là vĩ tuyến nam. Cô vừa ôm lại nội dung về phần lý thuyết là kinh tuyến và vĩ tuyến. Và sau đây chúng ta sẽ đi vào xác định tọa độ địa lý của các điểm trên hình. Đầu tiên là điểm C. Muốn xác định được tọa độ địa lý của điểm C, các em cần phải biết được kinh độ và vĩ độ của điểm C là bao nhiêu. Đầu tiên, để xác định được kinh độ của điểm C, các em hãy cùng tìm vị trí của điểm C trên hình. Và sau đó, chúng ta phải tìm được xem điểm C nằm ở đường kinh tuyến bao nhiêu độ. Thì theo như trên hình, cô thấy được rằng điểm C nằm trên đường kinh tuyến 20 độ Tây. Và 20 độ Tây này được gọi là kinh độ của điểm C. Tương tự, muốn tìm xem điểm C có vĩ độ là bao nhiêu, chúng ta phải tìm xem điểm C nằm trên đường vĩ tuyến bao nhiêu độ. Và đây, điểm C nằm trên đường vĩ tuyến 10 độ Bắc. Vậy 10 độ Bắc này sẽ chính là vĩ độ của điểm C. Điểm C đã có kinh độ và vĩ độ thì chúng ta dễ dàng ghi được tọa độ địa lý của điểm C như sau. Điểm C 20 độ Tây, 10 độ Bắc. Tương tự, các em sẽ ghi được tọa độ địa lý của các điểm còn lại, đó là điểm E, điểm I và điểm F. Điểm E có tọa độ là 10 độ Đông và 0 độ. Điểm I tọa độ là 20 độ Đông và 20 độ Bắc. Điểm F tọa độ là 0 độ, 10 độ Nam. Dạng bài tập thứ hai các em cần phải nhớ đó là xác định phương hướng trên bản đồ. Các em cùng quan sát hình 3.1, hình các hướng chính và hướng trung gian. Quan sát hình, em hãy xác định các hướng chính trên hình. Qua hình này, chúng ta sẽ thấy được sẽ có 4 hướng chính, đó là các hướng Bắc, Nam, Đông, Tây. Hướng Bắc sẽ nằm ở phía trên, hướng Nam ở phía dưới, hướng Đông ở phía bên phải và hướng Tây ở phía bên trái. Từ 4 hướng chính này, chúng ta sẽ xác định được các hướng trung gian còn lại. Hướng nằm giữa hướng Bắc và hướng Đông đó chính là hướng Đông Bắc. Tương tự, hướng nằm giữa hướng Đông và hướng Nam đó là hướng Đông Nam. Hướng trung gian giữa hướng Tây và hướng Nam đó là hướng Tây Nam. Và hướng nằm giữa hướng Tây với hướng Bắc đó là hướng Tây Bắc. Như vậy các em cần nhớ có 4 hướng chính đó là hướng Bắc, Nam, Đông, Tây. Tiếp theo, cô và các em cùng làm một bài tập về xác định phương hướng. Quan sát hình vẽ, em hãy cho biết các hướng còn lại theo thứ tự 1, 2, 3 là những hướng nào. Quan sát hình của cô, các em sẽ thấy được hướng Bắc. Và từ hướng Bắc, các em dễ dàng xác định các hướng còn lại. Chúng ta đã biết được các hướng chính và đối diện với hướng Bắc chính là hướng Nam. Bên phải của hướng Bắc là hướng Đông. Và bên trái của hướng Bắc chính là hướng Tây.
Tiếp theo, cô và các em cùng làm một bài tập để giúp các em biết cách xác định phương hướng trên bản đồ. Dựa vào hình 3.4, em hãy xác định vị trí của Hội trường Thống Nhất hay còn gọi là Dinh Độc Lập, chợ Bến Thành, nhà hát thành phố, nhà thờ Đức Bà. Và em hãy cho biết Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh nằm ở phía nào của Hội trường Thống Nhất và bảo tàng nằm ở phía nào của chợ Bến Thành. Đầu tiên, chúng ta cần phải xác định được vị trí của 4 địa điểm: Hội trường Thống Nhất, chợ Bến Thành, nhà hát thành phố và nhà thờ Đức Bà. Nhìn vào hình, các em dễ dàng xác định được vị trí của Hội trường Thống Nhất, chợ Bến Thành, và chợ Bến Thành được ký hiệu bằng chữ C, nhà hát thành phố và nhà thờ Đức Bà. Ý thứ hai, em hãy cho biết Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh nằm ở phía nào của Hội trường Thống Nhất. Thì trước khi làm ý thứ hai này, các em cùng quan sát ở phía trên của tấm bản đồ và bên góc tay phải có một cái kim chỉ nam chỉ phương hướng, và các em thấy được rằng mũi tên chỉ hướng đi lên đó là hướng Bắc, phía dưới đó là hướng Nam, bên phải là hướng Đông và bên trái sẽ là hướng Tây. Thì đầu tiên, các em cần xác định vị trí của Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh. Và đây, cô đã dùng vòng tròn màu đỏ để xác định vị trí của bảo tàng. Và các em sẽ xác định xem bảo tàng nằm ở hướng nào của Hội trường Thống Nhất. Từ Hội trường Thống Nhất, các em sẽ xác định được các hướng Bắc, Nam, Đông, Tây. Và từ đây, chúng ta thấy được rằng Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh nằm ở phía Đông của Hội trường Thống Nhất. Tương tự, từ điểm trung tâm của chợ Bến Thành, các em cũng xác định được 4 hướng chính Bắc, Nam, Đông, Tây. Và Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh sẽ nằm ở hướng Bắc của chợ Bến Thành. Và tiếp theo, câu 3. Dựa vào hộp thông tin, em hãy trả lời những câu hỏi sau. Sau đây, cô và các em cùng đọc thông tin trong hộp sau. Sáng ngày 26 tháng 12 năm 2017, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết bão số 16, bão Tembin, đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Hồi 4 giờ ngày 26 tháng 12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 8,5 độ Vĩ Bắc, 105,2 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển ven bờ Bạc Liêu, Cà Mau. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 đến 7, khoảng 40 đến 60 km/h, giật cấp 9. Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, tốc độ di chuyển 15 đến 20 km/h. Đến 16 giờ ngày 26 tháng 12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 8,4 độ Vĩ Bắc, 103,8 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, 40 đến 50 km/h, giật cấp 8. Và dựa vào thông tin cô vừa đọc cho các em thì các em sẽ trả lời hai câu hỏi. Câu đầu tiên, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng nào? Qua nội dung trong hộp thì các em sẽ thấy được áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây. Câu thứ hai, tọa độ tâm áp thấp nhiệt đới vào 16 giờ ngày 26 tháng 12 là bao nhiêu? Để xác trả lời được câu hỏi này, các em phải đọc kỹ nội dung. Là vào đến 16 giờ ngày 26 tháng 12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 8,4 độ Vĩ Bắc và 103,8 độ Kinh Đông. Đây sẽ là bài tập cuối cùng, câu 4. Dựa vào hình 3.1, em hãy trả lời những câu hỏi sau. Hình 3.1 là sơ đồ một khu phố. Ở trên hình, các em thấy có nhà hàng, ngân hàng, trường trung học, sân vận động, tòa nhà văn phòng,
tiệm tạp hóa, vân vân, và còn có các tên đường như là đường Độc Lập, đường Đoàn Kết, đường Thắng Lợi, đường Thống Nhất, và có một mũi tên chỉ hướng bắc đi lên ở phía bên tay phải của hình. Câu đầu tiên là em đang ở trường trung học, vậy tòa nhà nào gần với em nhất? Vậy các em phải xác định được vị trí của trường trung học. Thì chúng ta đang ở vị trí của trường trung học thì tòa nhà văn phòng sẽ gần với em nhất. Câu số 2, em đi từ sân vận động đến ngân hàng sẽ đi đường nào gần nhất? Thì từ sân vận động đến ngân hàng, các em sẽ đi đường Thắng Lợi là gần nhất, bởi vì sân vận động đang đường nằm trên đường Đoàn Kết, và từ Đoàn Kết đi qua đường Thắng Lợi thì chúng ta sẽ đến được ngân hàng. Câu số 3, em rời khỏi bưu điện và đang đứng trên đường Thống Nhất. Một vài người hỏi em đường đến quán cà phê, con đường nào ngắn nhất để đến quán cà phê? Và con đường để đến quán cà phê ngắn nhất đó chính là đường Độc Lập. Như vậy, cô và các em vừa hoàn thành xong 4 bài tập về tỷ lệ bản đồ và cách xác định phương hướng vị trí trên bản đồ. Để thể hiện tỷ lệ bản đồ, người ta sẽ dùng hai dạng tỷ lệ, đó là tỷ lệ thước và tỷ lệ số. Vậy tỷ lệ thước và tỷ lệ số như thế nào? Cô và các em cùng tìm hiểu nhé. Đầu tiên là tỷ lệ số. Đây chính là một phân số, luôn có tử là số 1. Mẫu số càng lớn thì tỷ lệ bản đồ càng nhỏ và ngược lại. Như các em thấy ở đây, cô có 3 tỷ lệ. 1 phần 20.000, 1 phần 40.000 và 1 phần 100.000. Thì các em sẽ thấy rằng tỷ lệ 1 phần 20.000 sẽ lớn hơn 1 phần 40.000 và 1 phần 40.000 lại lớn hơn 1 phần 100.000. Các em luôn luôn nhớ mẫu số càng lớn thì tỷ lệ bản đồ càng nhỏ và ngược lại nha. Và ngoài ra, khi thể hiện tỷ lệ bản đồ trên một tấm bản đồ, người ta thường ghi bằng cách là sử dụng dấu hai chấm như là dấu chia. Ví dụ như 1 chia 100.000. Đây là một cách viết khác của tỷ lệ bản đồ. Và 1 chia 100.000 sẽ có ý nghĩa là 1 cm trên bản đồ sẽ bằng với 100.000 cm trên thực tế. Và con số đứng phía sau dấu chấm bao giờ cũng là khoảng cách trên thực tế và được tính bằng đơn vị là cm. Tiếp theo, tỷ lệ thước chính là tỷ lệ được vẽ cụ thể dưới dạng một thước đo tính sẵn. Có nghĩa là phía dưới mỗi bản đồ người ta sẽ thể hiện một cây thước đo tính sẵn. Và đây là một ví dụ. Và mỗi đoạn trên thước đều ghi số đo độ dài tương ứng với thực tế. Và khi nhìn trên hình, chúng ta thấy đoạn thước này bắt đầu từ số 0 cho đến số 300. Có nghĩa và từ số 0 đến số 300 được chia thành 4 đoạn nhỏ. Và mỗi đoạn nhỏ như vậy sẽ tương ứng với lại 75m trên thực tế. Tiếp theo, cô và các em cùng làm bài tập về tỷ lệ bản đồ. Các em quan sát bản sau và thấy có 5 cột. Cột đầu tiên thể hiện tỷ lệ bản đồ. Ở đây chúng ta có 3 tỷ lệ khác nhau. Cột thứ 2 thể hiện số cm trên bản đồ. Cột thứ 3 thể hiện số cm trên thực địa. Cột thứ 4 số mét trên thực địa. Và cột số 5 bản đồ bị thu nhỏ bao nhiêu lần so với thực địa. Bây giờ cô và các em cùng làm tỷ lệ đầu tiên là tỷ lệ 1 chia 250.000. Như cô đã hướng dẫn, con số đứng phía trước dấu 2 chấm hay còn gọi là tử số luôn luôn là số cm trên bản đồ, và số đứng phía sau dấu 2 chấm hay còn gọi là mẫu số luôn luôn là số cm trên thực địa. Vậy, đối với tỷ lệ 1 chia 250.000 này,
thì số cm trên bản đồ sẽ là 1 cm. Và số cm trên thực địa là 250.000 cm. Chúng ta đã biết số cm trên thực địa là 250.000 cm. Vậy chắc chắn các em sẽ biết được số mét trên thực địa là bao nhiêu. Các em sẽ đổi từ đơn vị cm qua đơn vị là mét. Và số mét trên thực địa là 2.500 mét. Đối với tỷ lệ 1 chia 250.000 này, các em sẽ biết được bản đồ bị thu nhỏ 250.000 lần so với thực địa. Tương tự với tỷ lệ 1 chia 1 triệu, chúng ta cũng biết được số cm trên bản đồ là 1 cm. Số cm trên thực địa là 1 triệu cm. Và các em cũng sẽ đổi từ đơn vị cm qua mét, chúng ta được kết quả số mét trên thực địa là 10.000 mét. Và bản đồ đã bị thu nhỏ 1 triệu lần so với thực địa. Và tỷ lệ cuối cùng, 1 chia 2 triệu. Số cm trên bản đồ, 1 cm. Số cm trên thực địa là 2 triệu cm. Số mét trên thực địa, 20.000 mét. Và bản đồ đã bị thu nhỏ 2 triệu lần so với thực địa. Bài tập về tỷ lệ bản đồ. Và chúng ta đang làm về tỷ lệ số rất là dễ. Các em chỉ cần phân biệt được tử số và mẫu số, thì lúc đó các em sẽ xác định được số cm trên bản đồ, số cm trên thực địa, và các em cũng sẽ biết được bản đồ đã bị thu nhỏ bao nhiêu lần so với thực địa. Tiếp theo, cô và các em sẽ làm bài tập tính khoảng cách trên bản đồ. Và sau đây là đề bài. Bản đồ có tỷ lệ 1 chia 50.000. Em hãy cho biết 3 cm trên bản đồ tương ứng với bao nhiêu mét trên thực địa? 5 cm trên bản đồ tương ứng với bao nhiêu mét trên thực địa? Và sau đây là phần hướng dẫn làm bài của cô. Các em lưu ý cần phải nghe thật là kỹ phần cô hướng dẫn để các em sẽ biết cách làm bài tập. Đầu tiên, chúng ta sẽ làm yêu cầu đầu tiên, đó là 3 cm trên bản đồ tương ứng với bao nhiêu mét trên thực địa. Bản đồ có tỷ lệ 1 chia 50.000 nên chúng ta sẽ có được 1 cm trên bản đồ bằng 50.000 cm trên thực địa. Vậy 3 cm trên bản đồ sẽ bằng bao nhiêu cm trên thực địa? Để làm được, các em sẽ thực hiện phép toán nhân. Các em lấy 3 nhân với 50.000 sẽ được 150.000 cm trên thực địa. Và đề bài yêu cầu chúng ta là đơn vị là mét, nên các em cần đổi đơn vị từ cm ra mét. Và 150.000 cm sẽ bằng 1.500 mét trên thực địa. Tương tự với yêu cầu thứ hai, 5 cm trên bản đồ sẽ tương ứng với bao nhiêu mét trên thực địa? Cách làm, các em cũng làm như cách cô vừa hướng dẫn. Làm 1 cm trên bản đồ sẽ bằng 50.000 cm trên thực địa. Vậy 5 cm trên bản đồ sẽ bằng 250.000 cm trên thực địa. Và chúng ta đổi ra được là 2.500 mét. Vậy 5 cm trên bản đồ sẽ tương ứng với 2.500 mét trên thực địa. Và sau đây là nội dung ghi bài. Sau khi đã ghi bài 4 lượt đồ trí nhớ vào tập, các em sẽ làm 2 bài tập về tỷ lệ bản đồ, bài 1 và bài 2 cô đã hướng dẫn ở phía trên vào trong tập. Nhà, các em ghi bài 4 lượt đồ trí nhớ vào tập, làm bài tập 1-2 phần tỷ lệ bản đồ vào tập. Xem lại nội dung cô đã ôn tập trong tiết học này. Đến tuần 9, ngày 3 tháng 11, thì lớp chúng ta sẽ làm bài kiểm tra giữa học kỳ 1. Cô chào các em và hẹn gặp lại các em ở tiết học sau.